Thưa quý vị, tiếp tục kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, sáng nay Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ 4. Bộ trưởng các Bộ Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên Môi trường, Công thương và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về phát triển hợp tác xã và sản phẩm OCOP, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, đến thời điểm này, cả nước đã có gần 20.000 hợp tác xã nông nghiệp. Từ sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết 20 và Luật Hợp tác xã sửa đổi, đã có sự chuyển biến lớn về nhận thức cũng như hành động ở các địa phương, có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ, thành lập, nâng cao chất lượng hợp tác xã. Thời gian tới, Bộ sẽ cụ thể hóa đối với hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp để phân loại, nâng cao chất lượng hợp tác xã về quản trị, đa dạng hóa dịch vụ, xúc tiến thị trường, ứng dụng công nghệ trong hợp tác xã. Về sản phẩm OCOP, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết cả nước đang có khoảng 10.000 sản phẩm OCOP. Thời gian sắp tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ có hướng dẫn cho địa phương để OCOP thực sự trở thành một kết tinh của tài nguyên bản địa, công nghệ, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp. Các địa phương cũng cần lưu ý việc tạo ra sản phẩm đã khó, nhưng đưa được sản phẩm ra thị trường càng khó hơn. Đưa ra thị trường bền vững với giá tối ưu, tạo thành sinh kế cộng đồng để xây dựng khu vực kinh tế nông thôn và phát triển hợp tác xã thì càng đòi hỏi sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo địa phương. Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo các địa phương chú trọng đến hợp tác xã và sản phẩm OCOP để xây dựng khu vực kinh tế, tạo cơ hội thu hút thêm đầu tư từ bên ngoài. Thưa quý vị, chiều nay, Quốc hội tiếp tục dành một giờ tiếp tục chất vấn người đứng đầu lĩnh vực nội vụ, an ninh trật tự, thanh tra, tòa án, kiểm sát, kiểm toán. Trả lời chất vấn của đại biểu Hà Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa về nỗi lo ngày càng xuất hiện nhiều loại ma túy mới pha trộn thực phẩm gần trường học nhằm lôi kéo học sinh sinh viên. Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết hết tháng 9, toàn quốc còn 213.000 người nghiện và sử dụng trái phép ma túy, trong đó 81.000 người từ 16 đến 30 tuổi, chiếm 38% tổng số người nghiện. Theo Bộ trưởng Tô Lâm, ma túy ngày càng đa dạng về chủng loại, giá rẻ và dễ cất giấu, có thể len lỏi vào trường học núp bóng dưới tên tem giấy, khô gà. Để ngăn chặn tệ nạn này, Bộ Công an đã tập trung ngăn chặn nguồn cung từ bên ngoài và coi trọng giảm nguồn cầu là giới trẻ, thanh niên, học sinh. Bộ Công an cũng phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường giáo dục học sinh, sinh viên, ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường. Một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tiếp tục hành động quyết liệt nhằm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC cảnh báo ngành thủy sản nước ta từ năm 2017. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện về tập trung tìm cách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định EU và gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Công điện của Thủ tướng nêu, kể từ khi bị áp thẻ vàng năm 2017, thủy sản, một trong những ngành xuất khẩu quan trọng của Việt Nam đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VASEP, năm 2022, tức là sau 5 năm, tỷ trọng hàng sang thị trường này giảm còn 9,4%. EU cũng tụt từ vị trí thứ 2 xuống vị trí thứ 4 trong các thị trường nhập khẩu thủy sản Việt Nam. Và nghiêm trọng hơn, nếu thẻ vàng chuyển đỏ, thiệt hại xuất khẩu riêng sang EU có thể lên đến 518 triệu đô la Mỹ. Ngành khai thác chế biến thủy sản cũng có khả năng giảm ít nhất là 30% so với công suất hiện tại. Do vậy, nhiều năm nay, Việt Nam rất nỗ lực trong việc tháo thẻ vàng EU. Tuy nhiên, theo công điện, đến nay việc chống khai thác EU vẫn còn nhiều tồn tại, trong đó đặc biệt là tình trạng vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Việc xử phạt vi phạm quy định về mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, vượt ranh giới trên biển vẫn chưa đủ răn đe. Bên cạnh đó, việc truy xuất nguồn gốc thủy sản vẫn còn yếu. Những điều này dẫn đến nguy cơ cao châu Âu nâng cảnh báo thẻ vàng lên thẻ đỏ. Do đó, Thủ tướng đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải, Tư pháp, các địa phương đảm bảo chứng nhận truy xuất nguồn gốc thủy sản, tổng rà soát các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang thị trường châu Âu, đảm bảo hồ sơ đầy đủ, hợp pháp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nếu đủ căn cứ xử lý hình sự. Trong đó, đặc biệt tập trung vào các lô hàng với cá ngừ vây vàng, mắt to, cá cờ kiếm. Công điện của Thủ tướng yêu cầu cơ quan chức năng cần thực hiện đúng quy định trong xác nhận, chứng nhận sản phẩm thủy sản khai thác trong nước, nghiêm cấm và xử lý nghiêm các trường hợp hợp thức hóa hồ sơ, hoàn thiện đưa vào sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử để theo dõi sản phẩm. Kiểm soát hoạt động của các tàu cá, xử lý nghiêm những tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Đồng thời, về dài hạn, Thủ tướng cũng yêu cầu có chính sách chuyển đổi hỗ trợ sinh kế cho ngư dân tự nguyện không tham gia khai thác thủy sản hoặc tàu cá không còn đủ điều kiện theo quy định. Thủ tướng yêu cầu thực hiện các biện pháp xử lý mạnh tay, không để tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, điều tra xử lý triệt để các trường hợp tàu cá gửi thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá khác,
tàu cá tiếp tay, vận chuyển, thiết bị giám sát của tàu cá khác. 100% các trường hợp vi phạm đều bị xử phạt. Thưa quý vị, trong công điện gửi các ngành địa phương, Thủ tướng kiên quyết yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vì lợi ích riêng, cố tình thực hiện hành vi trái phép lĩnh vực khai thác thủy sản, gây ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia. Một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước hiện nay có hơn 6.600 hồ chứa. Trong đó có khoảng 1.250 hồ chứa có hoạt động nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ. Có 13 hồ chứa có diện tích trên 5.000 ha. Những hồ này có khả năng phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững. Trong bối cảnh cần phải giảm khai thác thủy sản, tăng sản lượng thủy sản nuôi để hướng tới phát triển thủy sản bền vững, thì nuôi thủy sản trong các hồ chứa đang được xác định là hướng đi đúng đắn. Tuy nhiên, việc phát triển nuôi thủy sản lòng hồ lại đang gặp một số khó khăn do việc giao mặt nước còn gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý. Ngoài ra, việc lựa chọn các loại thủy sản phù hợp để phát triển nuôi phù hợp cũng là vấn đề với cả các doanh nghiệp và người nuôi. Các nhà khoa học và các nhà quản lý cùng các doanh nghiệp vì vậy đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để triển khai nuôi thủy sản lòng hồ. Và ghi nhận các ý kiến đại biểu tại hội nghị do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Mô hình nuôi cá mè tại một số lòng hồ của tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang đã được một số doanh nghiệp triển khai trong vài ba năm trở lại đây. Đánh giá bước đầu cho thấy, khi doanh nghiệp đứng ra hợp đồng với các tổ quản lý của bà con nhân dân địa phương, thì thu nhập của bà con cũng tăng lên, mà doanh nghiệp cũng có nguồn nguyên liệu để phục vụ chế biến. Với hai cái sản phẩm chính đó là cá mè và cá ngần. Với cái mô hình liên kết hợp tác thì hiện nay thì cái thu nhập của người dân khi mà tham gia liên kết với lại công ty thì cái mức lương trung bình hàng tháng là từ 8 đến 10 triệu một người trên một tháng và công việc thì đảm bảo ổn định. Theo các địa phương, việc nuôi cá lòng hồ đang rất có tiềm năng khi hầu hết các mặt hồ chứa đều chưa sử dụng hết diện tích mặt nước. Ví dụ như lòng hồ Hòa Bình, ở đây có 21.000 ha diện tích mặt nước có thể nuôi trồng thủy sản, nhưng hiện mới chỉ có khoảng 30% diện tích phù hợp nuôi thủy sản được sử dụng. Trong đó, điểm nghẽn vẫn là vốn đầu tư và chính sách cho thuê mặt nước với người dân. Có nghĩa rằng là cái đăng ký cái vùng nuôi cơ sở phải có cái giấy có nghĩa được cấp phép thuê hoặc là cấp mặt nước cho cơ sở thì mới đủ điều kiện để cấp cái đăng ký lồng bè, mà cái việc đăng ký việc là thực hiện thủ tục đấy thì lại nó do là bên Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện, cho nên là đây cũng là cái mà làm thủ tục thì nó cũng rất là khó khăn vì là cái hồ thì lại đa mục tiêu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết hiện Bộ đang đề xuất một số giải pháp và trình các đề án để phát triển nuôi thủy sản tại các hồ chứa. Trong đó, cần có sự tham gia của các doanh nghiệp nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm thủy sản nuôi. Cùng với Bộ Công Thương xem là những cái hồ nào thì đa mục tiêu, những hồ nào thì đơn mục tiêu, đa mục tiêu được có phát triển thủy sản và cũng phải có bảo tồn, có khai thác và có nuôi trồng ở các hồ. Từ đấy chúng ta sẽ có cái đề án và dự kiến trình vào năm 2024, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chúng ta sẽ triển khai. Đây cũng sẽ là một cái dư địa, cũng là một cái nguồn lợi và cũng là một cái khu vực mà để chúng ta có thể phát triển được thủy sản cũng theo hướng phải bền vững. Theo báo cáo của 23 tỉnh có tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản trong hồ chứa, tổng cộng có 29.000 lồng nuôi cá trên sông, hồ chứa. Sản lượng nuôi trồng thủy sản hồ chứa 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt hơn 36.400 tấn, đạt 102% so với cùng kỳ và 100% kế hoạch đề ra. Có hàng chục loại cá nước ngọt có thể phát triển nuôi ở các lòng hồ chứa. Các hồ dự kiến phát triển nuôi thực hiện giai đoạn từ nay tới năm 2024 gồm các hồ Dầu Tiếng, hồ Hòa Bình, lòng hồ thủy điện Sơn La, Na Hang, núi Cốc và một số hồ ở Thanh Hóa, Nghệ An.